Chào tất cả mọi người, mình là Na Nguyễn, rất vui được gặp mọi người và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có một đôi Air Jordan 7 khá là đặc biệt vì nó được làm với thương hiệu Shop Vroom. Thì mình muốn giới thiệu các bạn xem để xem hôm nay nó có gì đặc biệt nha. À, đến phần intro nào. Let's go. Và đây là chiếc bóp của đôi giày, các bạn thấy khá là đẹp đúng không? Ít khi nào mà Jordan 7 được cái bóp rất là đẹp như vậy. Cái bóp này thì mình nhớ đến mấy cái bóp của Jordan 4 nè. Đó, thì các bạn thấy là ở dưới thì nó có mấy kiểu như cement nè. À, bên hông thì nguyên cái bóp này sẽ làm nó kiểu là màu navy ha. Rất là đẹp ha. Và chúng ta sẽ có là một cái logo Shoppy Room được in màu gold ở đây nè. Xung quanh thì chúng ta sẽ có một cái logo Shoppy Room nè. Nike Air nè. Bên này thì có chữ ký của Jordan nữa nè. Đó, các bạn xem nè. Và ở đây thì các bạn sẽ có là một cái chỗ để các bạn để tay vào. Thì cái chỗ này mình thích nhất bởi vì nó cả đính cái kiểu gold xung quanh nữa nè. Nhìn cái hộp, cái bóc nó rất là sang trọng luôn. À, chúng ta sẽ có một cái tem tag ở phần dưới nè, giống như mấy đôi 4 ha. Shoppy Room Nike Air. Đó, nói chung mà nhìn cái bóc này thì rất là sang, màu navy nữa rất là đẹp. Phía trên sẽ có chùm men màu đỏ. Rồi thì các bạn cứ mở ra như thế này thôi. Cái này thì mình cũng đã mở sẵn ra một tí rồi, nên là các bạn có thể xem. Và đây là phần giày và bóc riêng ha. Mình sẽ để đôi giày ở đây demo trước. Thì đôi này có gì đặc biệt thì mình sẽ nói các bạn xem. Thứ nhất là các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ dây, gồm một bộ dây màu cream giống như giày nè, một bộ dây màu đỏ. Và đặc biệt là nó luôn được đính một cái phần phía trước như thế này nè. Nó đính lại cái màu gold rất là sang. Thường mấy cọng dây mà đính lại các bạn ít khi được tặng lắm. Mấy cái bản mà nó bắt sồn tí thì mới được tặng thôi. Rồi chúng ta sẽ có một cái cost brass. Thì cái này thì nó giống như là khi các bạn xem những trận NBA á, thì thường là đội ngũ huấn luyện viên á, họ có một cái bản cầm tay để họ ghi chiến lược, ghi tất cả vô. Thì ở đây nó sẽ làm mô phỏng như thế. Đó, các bạn đi xem nè. Phía sau thì nó sẽ có câu chuyện của Michael Jordan khi mà đi thi đấu cho Mỹ á, đi đánh Olympic á, thì câu chuyện nó sẽ được diễn ra hết toàn bộ trong đây. Những cái người ta sẽ tóm tắt các bạn trong đây thì các bạn có thể xem ha. Cũng được branding theo kiểu Shoppy Room nè. Phía trước thì có hình cái mặt sân đấu nè. Dở lên thì các bạn sẽ có chữ Team Blue and White. Thì lúc đó mình nhớ là theo thông tin mình biết được á, thì USA năm 1992 á, gọi là Cream Team đó, thì họ đi với lại một đội hình gồm có hai team Blue và White. Trong đây là có số 9 nữa nè, số 9 này là của Michael ha. Lúc này thì Michael năm 92 thì mình nhớ thì chắc là vô địch cái cúp NBA rồi đó, lần thứ hai, tại vì năm Jordan 7 mà. Rồi cái điều đặc biệt là ở cái bóc này rất là xịn nè, các bạn đã thấy nè. Bên trong thì chúng ta sẽ được là thiết kế theo dạng một cái sân thi đấu của năm đó. Thì các bạn để ý là chúng ta sẽ có một cái sân đấu nè, chính giữa là logo của Shoppy Room nè. Xung quanh mấy cái vàng này không phải đèn led đâu nha, nó là cái ghế ngồi á. Đó, các bạn thấy nè. Đó, lát nữa mình sẽ quay cận cảnh các bạn. Khi mà ở phần trên cái bóc, các bạn thấy có điều rất là hay, có nghĩa là ở đây chính giữa các bạn sẽ thấy được cái dòng tên của đôi giày New Series in Town. Phía bên này sẽ có cột mốc thời gian diễn ra trận đấu nè. Rồi cái bên này sẽ là cái địa điểm nè. Đó, để mình sẽ đọc các bạn là Monte Carlo. À, tại Barcelona nha. Nếu mà bạn nào có tìm kiếm trên Google thì nhớ là phải gạch thêm Barcelona nó mới ra nha. Nói sơ lược về đôi Air Jordan 7 khá là kiểu nhìn rất là sang trọng và xịn sò này ha. Thì đôi này có tên là The New Series in Town. Cái tên này được sinh ra từ câu nói đùa khi mà trong một cái buổi luyện tập tại Barcelona thì Michael mới nói với lại Larry Bird và Johnson Chair, hay còn gọi là Magic á. Thì nếu mà bạn nào có xem những trận đấu thì các bạn sẽ biết. Thì năm 1992 là một đội hình Cream Team của USA khi mà đi thi Olympic và được nhận được huy chương vàng năm đó. Thì đôi này chính là đôi kỷ niệm của cái sự kiện trọng đại đó. Tổng thể là cream nè, red nè, navy nè và một tí gold nữa. Cái màu nó được lấy cảm hứng từ đôi Olympic năm 1992 luôn nha. Đôi Olympic năm 1992 dòng Jordan 7 luôn. Có nghĩa là lấy cảm hứng từ màu OG để đẩy sang cái màu này. Cái màu OG thì nhìn nó sẽ hơi đỡ hơn do cái tông màu trắng nó nhiều. Còn đôi này hầu như là cream và red. Chất liệu của đôi này thì hầu như là premium hết. Các bạn hãy xem là chất liệu là da lộn nè, rất là xịn. Cái loại da lộn này là nó hơi sần sần lên á, gờ sờ vô rất là đã.
những cái phần giống như là lỗ sỏ da dày nè, Chumman logo nè, được đính mà được mạ vàng rất là đẹp nè, mạ một cái màu gold rất là ok, nhìn kiểu là rất là sang luôn. Phía trên cái phần lưỡi gà cũng thế. Cái điểm nổi bật ở đôi này đó chính là phần upper. Khi các bạn upper thì ở bên má ngoài của hai chiếc á, nó sẽ có là in ấn xuống cái chữ ký của Michael Jordan ở đây nè. Đó, các bạn nó xem nè. Đi đến phần hệ thống dây dày luôn. Màu đỏ này nó sẽ trải dài ra mặt má hai bên với những cái lỗ thông khí, và lỗ sỏi da dày ở trên cái hệ thống sỏi da dày sẽ là cream và được bao bọc bởi những cái gon như thế này đó. Và cái phần lưỡi gà thì các bạn sẽ có là navy. Cái phần này là sẽ bằng vải nha, vải nó giống satin một tí, bên trong thì nó sẽ có đệm ở đây nè đó. Cái phần cổ giày chính là điểm đặc biệt của đôi giày này, tại vì thứ nhất là bên trong cái phần mặt trên của lưỡi gà thì các bạn sẽ có theo một cái tên là New Series in Town, là cái tên của đôi giày đó. Và bên trong cái phần cổ chúng ta sẽ có luôn cả cái thời gian thi đấu nè, 22 tháng 6 năm 1992 nè đó, họ được theo vào trong. Phía ngoài thì các bạn sẽ thấy là một cái win logo. Thường cái này nó không được đính mà gold như thế này đâu, cái này là đính gold mà còn được đính nổi ra ngoài luôn á. Nhìn đôi giày chúng ta sẽ rất là sang ha. Cái phần này nè, các bạn thấy phần hiệu táo không, nó sẽ làm theo kiểu 5 màu. 5 màu này chính là 5 màu của logo Olympic. Các bạn có biết 5 vòng tròn đúng không? Thì các bạn cứ xem nó là cái 5 cái màu ở đó. Xuống đây nó sẽ là cái số 9. Thường thường ở đây sẽ là số 23, nên đổi thành số 9 khi mà áo Michael mặc ở đội tuyển Mỹ á. Đây là toàn bộ cái này á. Cái phần heel 8 này nè, nó sẽ làm theo kiểu giống như là một cái tấm huy chương vàng. Đó, từ cái vòng đeo đến cái huy chương vàng nè, làm kiểu design rất là hay luôn, kiểu y chang cái huy chương vàng luôn. Phần Mitsu đôi giày này cũng khá là hay, tại vì nó sẽ có là ở giữa là một cream nè, màu đỏ nè, màu gold nè, tí navy nè. Thì cái này thì nó sẽ làm giống như cái phần bộ đế của đôi Olympic một tí. Và ở bên trong thì các bạn sẽ có phần e dài ở phía trên nè. Rồi chúng ta sẽ có là cái hai cái phần hệ thống chống lật nằm ở đây nè. Cái hệ thống chống lật này thì mình đối với mình thì nó cũng vừa, nó cũng không phải là quá an toàn. Tại vì đây là đôi giày được thiết kế khá là xa rồi, nên là bây giờ nó cũng không có được ổn định lắm. Tốt nhất là các bạn nên mang đi chơi thì nó sẽ đẹp hơn. Phần lót của đôi giày sẽ được thiết kế theo dạng notching bird với những zigzag và màu sắc khác nhau rất là đẹp. Và màu của nó sẽ là màu của biểu tượng Olympic nha. Khi các bạn ở phần gót thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có cả chữ Welcome to the Family, cũng giống như là một trong những cái signature cũng như là khẩu hiệu của Jockey Room. Các bạn có thấy là ở đây sẽ có the greatest dream ever played và Monte Carlo, có nghĩa là ý của cái phần này nó là địa điểm nè, và nó cũng sẽ gọi là một cái game tuyệt vời nhất. Các bạn có xem cái phần outsole đôi giày thì các bạn sẽ thấy những cái mảng zip chắc nè, nó được làm từ màu cream nè, màu đỏ nè và màu navy nè. Chất liệu đây khá là mềm nên rất là thoải mái. Logo Chumman ở đây thì nó cũng sẽ làm bằng cao su luôn, giống như cái phần trên này, nhưng mà cái đầu Chumman thì nó chúi xuống, các bạn có thể thấy ha. Thì cái những cái zigzag này nếu mà bạn nào mà đã xem mình review đôi Jordan 7 rồi á, ở video trước á, thì bạn sẽ nói là một trong những cái biểu tượng của đôi Jordan 7. Việc thiết kế của nó lấy hình ảnh cảm hứng cũng rất là hay ha. Đôi này thì hoàn toàn cái phơ cũng khá giống đôi Huracán của Nike á, tại vì cái ý tưởng thiết kế của đôi trên 7 là nó mà. Tổng thể thì theo mình á, trong việc cuối năm nay mà đôi này nó drop xuống thì mình thấy cũng khá là ok, tại vì nó một đôi giày khá là đẹp, sang trọng và nó có gì đó rất là hay. Nó có nhiều câu chuyện phía sau và nó nói về bản thành tích của Jordan trong cái dịp quốc tế đầu tiên của ông, và cũng là một trong những cái màu tạo nên một cái thương hiệu nữa. Mà thường các bạn thấy là màu của Jockey Room á, nó sẽ có một cái tí gì nó rất là hơi hướng sang trọng và nó đổi mới cái đôi giày lắm. Và chất liệu cũng vậy, chất liệu cũng là thường là những chất liệu rất là xịn, ví dụ như là da lộn nè, dạng premium hết, và không phải là những cái loại nubuck thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà da lộn thì nó sẽ dễ hơn. Cái đôi này thì các bạn sẽ có những cái outfit khá là đơn giản thôi, mặc quần rộng xíu hoặc là mặc cái quần ống mà xoăn lên tí. Nói chung là đôi này thì bạn nào mà mang á thì lựa size cho nó phù hợp, bởi vì căn bản là mấy đôi 6-7 nó rất là to. Nếu bạn nào không mang giày to được quen á thì sẽ rất là khó, nên là mang mấy đôi này thì cứ mang true size cho nó fit giữa chân thì nhìn nó sẽ ok hơn. Nếu mà bạn nào chưa biết về cách phối đồ của đôi này thì các bạn có thể vào Instagram bấm vào chơi Jordan 7 Jockey Room thì sẽ ra rất là nhiều. Trên đó sẽ có rất nhiều stylist cũng như các sneaker hit, họ sẽ lên đồ các bạn xem. Nói chung mặc đồ cũng dễ à, cũng không quá khó đâu. Đôi này thì kiểu các bạn nào mà cần sang trọng đi chơi và những cái dịp nào nó ok xíu các bạn mua và mang cũng được.
giá nó trên thị trường thì cũng không quá cao, tầm 8 triệu mấy à. Nên là mình nghĩ nó sẽ là một đôi khá là hay. Tại vì căn bản là mấy đôi Shopee Room bán giá nó sẽ cao hơn mức retail bình thường một tí, nên là giá đó thì mình thấy cũng khá là hợp lý. Còn đôi này thì mình sẽ để lại cho bạn nào cần ha. Tại vì nó là size 8, nó không phải là size của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Và đừng quên là mình đang có một cái fanpage cũng như một cái Instagram ở đây. Thì bạn nào có muốn xem những đôi giày nào nó hay hoặc là muốn mua giày, các bạn có thể lên đây để mình có thể tư vấn và cho bạn những cái kiểu giày cũng như những cái tư vấn tốt nhất các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.